Vâng, xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Fuji Auto. Vâng, hôm nay thưa quý vị các bạn, em cũng phải rất là xin lỗi quý vị các bạn vì đã phải quay một chiếc xe trong trời đêm tối này. Nhưng không, chiếc xe rất là đẹp này luôn, vừa về cửa hàng em luôn. Bây giờ em phải quay ngay để cho những ai yêu thích những dòng xe khù khoằm, những ai yêu thích những dòng xe hàng độc, hàng lạ thì đây có một cơ hội cho quý vị các bạn luôn. Với cái giá chỉ có hơn 100 tí ti thôi, hơn 100 tí ti thôi đã mua ngay được một chiếc xe đẹp này rồi. Vâng, một chiếc Salama Frank nhập khẩu nguyên chiếc, một chiếc xe rất là nét luôn, biển số zin một chủ từ đầu, 34L8779 luôn thưa quý vị các bạn. Biển số này dịch ra của nó là thần tài luôn nhá các bác nhá. Vâng, thần tài luôn. Một chiếc xe màu vàng cực kỳ đẹp sóng sánh, chiếc Salama Frank biển số 34L8799 này chỉ sử dụng máy xăng 1.5 thôi, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe cực kỳ ấn tượng luôn. Và đặc biệt là những bác nào yêu thích cái dòng xe này, đây là một cơ hội cho các bác. Vâng, một cơ hội để sở hữu một chiếc xe cực kỳ đẹp, cực kỳ nét, màu sơn vàng sóng sánh, với cái giá vô cùng yêu thương, chỉ có hơn 100 triệu đồng nữa có ngay một chiếc xe máy xăng 1.5 tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc xe thương hiệu đến từ Canada nhập khẩu nguyên chiếc này. Vâng, con này thì thưa quý vị các bạn, sản xuất tại Trung Quốc, thương hiệu Canada, SAMA nhá các bác nhá. Vâng, logo SAMA. Vâng, chiếc xe được sử dụng đèn bi xe lông, vâng, kết hợp với đèn halogen, cực kỳ đẹp luôn, màu đèn cực kỳ nét, sơn xi đều cả xe, cam kết cho các bác không một lỗi nhỏ luôn. Máy số chạy cực mượt, con này số sàn, hạn đăng kiểm đến tháng 6 năm 2021. Với 4 quả la răng 5 chấu hình ngôi sao cực kỳ đẹp, nguyên zin của hãng. Vâng, nguyên zin của hãng. Máy chạy cực êm và bây giờ máy đang nổ nhưng gần như là không nghe thấy tiếng gì. Một chiếc Salama Frank được đánh giá rất nhiều sao, một chiếc xe ngàn sao đang có mặt tại Fuji Auto. Những ai yêu thích cái dòng xe này, đây là một cơ hội. Vâng, một cơ hội để sử dụng những sở hữu những cái dòng xe khù khoằm, những dòng xe độc lạ. Vâng, đây, con này được gắn cả giá lốc Wimbo rồi các bác nhá. Vâng, được chủ cũ sử dụng rất là giữ gìn và bác ấy chăm chút rất là cẩn thận luôn. Một dòng xe SUV nổi bật luôn, có cả phanh ABS đàng hoàng, lốp láp thì dày dặn và đèn đóm mới đầy đủ, logo các thứ đầy đủ luôn nhá, có cả ABS luôn, sợ luôn đấy, em để luôn cái xe này. Vâng, máy 1.5 luôn, màu sơn vàng sóng sánh và bây giờ thì xe vừa về cửa hàng của Fuji Auto nên là các bác yên tâm. Chiếc xe lăn bánh được 10 vạn thôi nhá, cực kỳ ít, bác chủ sử dụng rất ít luôn, vô lăng siêu nhẹ đấy, 10 vạn thôi nhá các bác nhá, chỉ 10 vạn zin, một chủ, phanh ABS đầy đủ đấy, kết hợp màn hình camera, màn hình giải trí kết hợp camera lùi đấy, nội thất của xe cực kỳ đẹp, trần nỉ sáng bóng sạch sẽ, không một vết chảy xước, không một vết bẩn đấy, còn nội thất ghế da nguyên bản của hãng đấy, nội thất ghế da là của Mercedes luôn đấy, ghế da vẫn còn sờ rất là lì và êm chắc chắn đấy, nội thất cực đẹp luôn các bác nhá. Không gian rộng rãi, cam kết cho bác không mất một phân ly keo chỉ nào, keo chỉ đẹp luôn cả xe, tappi sạch sẽ, kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn ok, tất cả các chức năng của xe hoạt động hoàn toàn bình thường. Xe vừa về cửa hàng em chưa kịp làm gì, chưa kịp cho về cửa hàng đã phải quay ngay cho quý vị các bạn rồi. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp luôn, cam kết không một lỗi lầm, máy số chạy cực mượt êm chất đấy, nội thất hoàn hảo đấy, không gian rộng rãi đấy, các bác nhìn nhá, không lại bảo em Fuji Auto nói điều. Đây các bác này, đấy, một chiếc xe rất là nét luôn. Bác nào mua xe em lại khuyến mại quay video full cho các bác, cảnh các bác xem xe. Đây, lốp này, dày đẹp luôn. Lốp con này sử dụng lốp Turanta nha các bác nhá, Briton. Lốp 175-65 bánh 14. Vâng, bánh la răng, hai bánh trước thì phanh đĩa và bánh sau thì phanh tang trống. Khá là nét luôn, xe rất là đẹp. Đấy, nhưng mà ban đêm thì nó cũng hơi khó một chút thì các bác thông cảm. Thế còn đâu về độ chất của xe thì các bác ơi, màu sơn vàng sóng sánh luôn đấy, sơn vàng sóng sánh đều cả xe, không có một chút lỗi lầm nào luôn, rất là đẹp. Máy số chạy cực mượt êm chất nhá, tí nữa em và các bác sẽ cùng đi về chiếc xe này để cùng cảm nhận. Một chiếc xe vừa mới nhập về cửa hàng của Fuji Auto với cái giá chỉ hơn 100 triệu một chút thôi. Vâng, hơn 100 triệu thôi nhá, đã có ngay chiếc xe này rồi đấy, các bác nhìn này, chỉ ngang bằng một con SH nhưng mà đã được sở hữu một chiếc xe độc lạ hiếm có tại Việt Nam, cam kết cho các bác luôn. Đấy, không gian cũng khá là rộng rãi, điều hòa mát lạnh, con này thì cam kết là điều hòa mát lạnh luôn, rét run.
Đấy, máy số mượt. Vâng, và đấy bây giờ lại gọi khách gọi suốt ngày luôn. Đấy, túi khí nhá, có túi khí cho người lái, có túi khí cho người lái. Đấy, à xin lỗi quý vị các bạn, đây, bạn này, nhìn này. Đấy, vô lăng SMA nhá, logo nổi bật luôn. Và con này thì cam kết cho các bác là vô lăng LED lờ. Đấy, gạt mưa rất là độc đáo luôn, chỉ một chiếc thôi, nhưng mà gạt cực sạch. Đấy, thế còn tappy này, thế bạn nhìn này. Đấy, tappy sạch sẽ. Đấy, tappy sạch sẽ, kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, keo chỉ mất một cả xe. Đấy, gầm bệ con này thì cực chắc luôn. Đấy, gầm bệ này, các bác nhìn nhá, gầm bệ này cực chắc luôn này. Bác nào bảo là gầm bệ để hát mục nhá, đây gầm bệ này sáng láng sạch sẽ luôn. Đấy, không cần phải nghĩ ngợi đâu xa, gầm bệ cực kỳ chắc chắn, sáng láng sạch sẽ luôn. Đấy, gầm bệ rất chắc chắn luôn. Máy thì chạy cực mượt, dòng này thì máy nó rất là ổn luôn. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc, bốn quả lốp dày mình bên kia này các bác nhỉ. Lốp láp dày, máy móc chạy ổn luôn và không gian rộng rãi. Đấy. Vâng, và bây giờ thì em sẽ đi mở lắp cabo cho quý vị các bạn cùng xem. Đây, cabo mở bằng cái nãy đỏ đấy nhá. Vâng, một chiếc xe hàng hiếm luôn, cực kỳ hiếm luôn. Đây quý vị các bạn này, con này sử dụng động cơ 16 van cam kép AGI. Đấy, ai đấy các bác này, máy số cực kỳ mượt, chạy cực kỳ êm. Đấy, máy sử dụng động cơ kim phun, máy chạy cực mượt luôn, êm chất luôn. Và cò kéo này không có một chút gì tiếng động nhá. Và đây, hơi thừa đây, em mở cho quý vị luôn. Động cơ SMA của hãng cực kỳ là chất luôn. Đấy, xe hãng luôn là không có một chút dầu mỡ hơi thừa nào nhá. Đấy, cam kết cho các bác không có một chút dầu mỡ hơi thừa nào. Máy chạy cực mượt, êm chất. Đấy, nội thất thì ngon. Và các bác nhìn này, các cái phần răng này, cam kết cho các bác là không có đâm đụng. Đấy, cam kết là không có đâm đụng một chút nào luôn nhá. Máy số chạy cực mượt, êm chất. Đấy, ABS này, đầy đủ luôn này. Đấy, máy khô này. Đấy, ắc quy nét này, ắc quy Pinaco nét căng luôn. Đấy, không có chút lỗi lầm. À, cabo này keo chỉ mượt mà luôn này, đều tăm tắp cả xe luôn. Một chiếc xe rất là độc đáo, một chiếc xe SMA. Vâng, một thương hiệu đến từ Canada, lá phổi xanh. Vâng, đấy, led căng luôn, từng cm. Và với cái chiếc xe này, với cái giá vô cùng yêu này, thì hãy đến ngay Vũ Duy Ô Tô để mà cảm nhận một chiếc xe tuyệt vời. Vâng, và bây giờ không gian cốp thì cũng khá là rộng luôn nhá. Dòng này chở đồ, chở nước các thứ thì thoải mái, đặc biệt là không chở ở trong thì có thể chở ra ngoài, giá nóc đầy đủ luôn. Đấy, con này thì có một cái là sẽ mở bằng chìa nhá các bác nhá. Ta sẽ sử dụng chìa khóa để mở chiếc xe này. Đấy, một chiếc xe zin chính chủ luôn, một chủ zin từ đầu. Đấy, các bác nhìn này. Này, các cái phần đinh hàn này còn ngon nguyên này. Đấy, đinh hàn đều tăm tắp luôn. Đấy, đấy, sườn này. Đấy, đinh hàn này ngon ngật luôn. Keo chỉ mượt. Đấy, giá để đồ. Đấy, giá để đồ nhá, đầy đủ luôn, chả thiếu một cái hệ thống cống rãnh gì. Đấy, sàn này, mở sàn lên luôn cho các bác xem nhá. Đấy, sàn nỉ đẹp luôn này. Đấy, các bác nhìn nhá, sàn nỉ, cam kết cho các bác không có ngập nước nhá. Đây là cho các bác kiểm tra sàn, không có một chút ngập nước nào. Đấy, sàn khô căng đét đẹp luôn này. Cam kết xe không có đâm đụng, không ngập nước nhá. Máy số chạy cực kỳ êm, cực kỳ mượt. Đấy, hàng chất, hàng êm. Một chiếc xe giá chỉ ngang bằng một chiếc SH, nhưng mà được một chiếc xe chất. Đấy, và bây giờ thì thôi, không nói nhiều nữa, ta cùng đi chiếc xe này để cảm nhận về côn số mượt mà của chiếc xe. Đây nhá, em sẽ nhờ Kiên xe tốt oánh võng, còn đâu thì em ngồi em quay. Này, quý vị các bạn nhìn này. Đấy, đề phát nổ ngay, máy số mượt mà, không nói nhiều. Vâng, bây giờ là anh Kiên xe tốt, anh sẽ đeo dây an toàn để cho đảm bảo yên tâm. Thế còn đâu, quý vị nhìn này. Đấy, xe đề phát nổ ngay, máy chạy luôn. Đấy, và đánh võng ra đường luôn. Vâng, bây giờ thì em sẽ đi vào phim trường em một vòng để cùng quý vị các bạn xem chất của xe khi mà chiếc xe lo lăn bánh tăng tốc, rồi quý vị các bạn có thể thấy như nào. Đấy, máy số mượt luôn nhé các bác nhé, lên số ngọt ngào luôn. Và không gian thì cực kỳ rộng rãi, thoáng đãng này. Đấy, không gian rất rộng luôn. Một chiếc xe vừa về cửa hàng em thôi,
Nên là bác nào mà yêu cái dòng xe khù khoằm lằng nhằng này thì hãy alo ngay nhá, kẻo mất hình. Một chiếc xe đẹp hàng hiếm. Vâng, và các bác yêu Vũ Duy Auto thì biết rồi, hàng em là hàng độc, hàng hiếm, hàng lạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị các bạn hay quan tâm đến những video lằng nhằng của em. Và bây giờ thì đấy, đoạn này là đoạn đẹp. Ui, hôm nay sao lại đông xe thế nhỉ? Hàng độc mà lại đông xe này là cũng hơi căng đấy. Đấy, đèn sáng trưng, đèn của mình sáng trưng. Đấy, bây giờ là ta bắt đầu ta đi tăng tốc này. Đấy, tăng tốc luôn. Đấy, quý vị nhìn nhá. Đấy, máy số đề phát lên ngay. Máy 1.5 nhưng rất là khỏe, bốc luôn. Cái dòng này đi thì không bao giờ phải suy nghĩ. Đấy, công tơ mét lên vù vù. Đấy, máy số mượt mà. Và đấy, cái phim trường của em ấy, ban ngày thì trông nó đẹp như vậy, nhưng mà ban đêm tối om, chả nhìn cái gì. Nhưng mà được cái là bộ đèn của con xe này rất là sáng luôn, rất là yên tâm. Đấy, đi đường đêm tối là không bao giờ phải suy nghĩ. Đấy, và con này thì ánh sáng vàng nha các bác nhá, không phải ánh sáng trắng. Đấy, phanh ABS đầy đủ luôn. Đấy, chả thiếu cái gì. Không gian rộng rãi, đăng kiểm còn rất là dài, đến tháng 6 năm 2021. Siêu siêu dài. Đấy. Lại còn có hỗ trợ camera lùi nhá các bác nhá. À, hỗ trợ camera lùi đầy đủ luôn. Chả thiếu cái hệ thống gì. Đấy, và cái chiếc xe chỉ có hơn 100 triệu thôi. Học đồ khá là rộng rãi, tiện lợi. Đấy, một cái chỗ mà để rất nhiều đồ luôn. À, trình độ của Kiên xe tốt, khi lái xe cũng thi thoảng nó hay bị nhỡ chân côn một chút nên là các bác thông cảm. Còn đâu là cam kết cho các bác là côn nhẹ số ngọt nhá. Máy móc thì chạy cực kỳ êm mượt luôn. Đấy, các bác nhìn độ chất của xe đấy, khi mà đánh võng ấy. Đấy. Đấy, trình độ lái nhà em thì rất là cao thủ đấy. Lại còn còi nhá. À, con còi này có cái còi đặc biệt đấy, bật lên mọi người nghe. Đấy đấy, các bác nghe tiếng còi đấy. Vâng, cái còi này phải order từ bên Thái Lan mới về được đến Việt Nam đấy. Việt Nam không chế được cái loại này đâu. Đấy, một chiếc xe rất là chất luôn. Đang có mặt tại Vũ Duy Auto. Sáng mai thì con xe này em sợ mất hình nên là em phải quay ngay. Một chiếc xe hàng hiếm, hiếm có khó gặp. Đúng là hàng hiếm kiếm đâu ra bây giờ. Khó, càng ngày càng khó đi kiếm những chiếc xe lằng nhằng này nó mới khó. Chứ còn Vios, Innova hay là các cái dòng y yếc để không thèm chấp. Vâng, tiền ít mà hít thịt thơm thì là đây chứ ở đâu ra. Kiếm ra đâu ra được một chiếc xe chỉ có nhô hơn 100 triệu đồng thôi. Zin chính chủ, một chủ zin từ đầu, lăn bánh 10 vạn chưa thèm tháo mở, chưa thèm quay công tơ mét. Vâng, mà chủ lại là một ông thầy giáo cực kỳ là giỏi ở phố huyện luôn các bác nhá. Vâng, ông thầy giáo cực kỳ là chất luôn. Mang tiếng là thầy giáo nhưng mà bác ấy lại mở công ty rất là to. Thế nên là các bác cứ yên tâm là về độ chất của bác ấy thì thôi rồi. Bác ấy lại cũng thích là hàng độc hàng hiếm. Mà bác mà xem thấy cái chiếc xe yêu thương mà em đang quay này thì cũng bác đừng cười nhá. Vâng, em tả xe của bác thì bác ấy, hôm qua có bác ấy còn nói với em rằng là Vũ Duy Auto tả xe thật quá, đến xe của tôi cũng không nghĩ là dám tả như thế. Nhưng mà đúng thôi, tiền nào của đấy, mình mua chiếc xe lằng nhằng như thế này nhưng với số tiền bỏ ra ít mà máy số chạy mượt mà không lỗi lầm như thế này, tội gì không bỏ ra. Vâng, đấy, an toàn giao thông là trên hết, đi đường thì không bao giờ phải suy nghĩ luôn nhá. Máy số chạy cực mượt, cực êm. Đấy, cồn số nhẹ nhàng. Đấy, một chiếc xe đáng đồng tiền bát gạo luôn đấy. Vâng, những ai yêu thích cái dòng xe này, alo ngay cho em Vũ Duy Auto qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869158926. Cửa hàng em tại quán Toan Hồng Màng, Hải Phòng rất là hạnh được phục vụ quý vị các bạn. Đấy, xe đang trên đường về mà em sắp bị Kiên xe tốt đuổi xuống rồi. Vâng, cũng cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành và theo dõi, chia sẻ kênh giúp Vũ Duy Auto trong cái thời gian vừa qua. Và đây, một chiếc xe tuyệt vời đang có mặt tại em. Những ai mà yêu thích cái xe này thì cứ alo ngay và để mà đến xem xe và cảm nhận chiếc xe, khỏi phải nghe em nói nhiều quá lại bảo là gì, nhưng mà phải nói là xe ngon thật, đúng là hàng hiếm kiếm đâu ra bây giờ. Rồi, cảm ơn Kiên xe tốt đã đi quánh võng chiếc xe này, và đây bác ấy đang đánh võng xe về cửa hàng. Xin chào, tạm biệt Kiên xe tốt. Xin chào. Đấy, hẹn gặp lại vào ngày mai nhá. Đấy. Đấy, xe đẹp hàng hiếm, bây giờ xe cũng đang đi về. Đấy, máy móc lại chạy ầm ầm. Đấy, một chiếc xe rất là nét, lét lẹt luôn. Ra đường thì không ai chê vào được. Bye bye, tạm biệt quý vị các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe ưng ý. Em lại đứng giữa đường rồi. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.